chào mọi người. Hôm nay mình chia sẻ với mọi người một món ăn, đó là súp nuôi hải sản. Nguyên liệu của mình gồm có là tôm mình mua 300g, mực thì mình mua 200g. Còn ở đây là nuôi nha, mình mua 200g. Còn bên đây là giá, một ít giá với ít ngò gí với hành lá. Bên đây là bông cải xanh mình đã cắt ra thành từ miếng nhỏ như gì nè. Còn ở đây là nấm gươm. Còn bên đây là cà gót một củ với củ cải trắng một củ luôn. Bên đây là nấm kim châm với nấm bạch tiết. Còn gia vị gồm có như là hạt niêm, đường, muối, bột ngọt với nước mắm, với tỏi và hành tím. Với hành tím mình đã rang và nó đã vàng như gì rồi nha. Bây giờ nuôi này thì mình đổ nước vô, mình ngâm khoảng chừng 10 đến 15 phút rồi mình đem đi nấu. Mình ngâm như gì khi mình nấu thì nó rất là nhanh chín luôn. Còn bây giờ tôm này với mực này thì mình đi rửa ra và mình bỏ đầu, lột vỏ và chừa đuôi thôi nha. Công đoạn rửa với mặt mình không có quay lại. Còn bông cải xanh này thì mình bỏ nước vô để mình ngâm nó. Và mình bỏ khoảng một ít muối vô. Để mình ngâm khoảng chừng 5 phút. Bây giờ thì mình đi xắt cà gót với củ cải trắng ra. Xắt ra thành miếng dừa dừa gì nha. Cải trắng cũng sắc và y vậy luôn. Còn nước gươm này cái nào bự thì mình sắc làm hai. Đuôi của mình đã mềm thì mình vớt ra ngoài. Bây giờ mực mình đã rửa xong rồi, bây giờ mình sẽ hứa lặn lặn gì ra. Bạn xéo xéo gì. Tôm này thì mình đã lột và đã rửa sạch rồi. Và khi mình lột mình cũng đã lấy cái lằn chỉ máu trong con tôm rồi. Rồi mình chừa khúc đuôi gì.
giờ mình bắt nồi lên để mình chuẩn bị mình xào mực với tôm trước. Để cho nồi nóng mình bỏ dầu ăn vô. Rồi phần tôm với mực này thì mình đi ướp trước. Ướp ăn vô đây là khoảng một ít muối, một ít hạt nêm và một ít mực ngọt. Tiêu trộn cho đều lên. Cho gia vị nó thấm vào con tôm với mực. Giờ mình để khoảng chừng 10 đến 15 phút. Rồi mình đi xào với hành tỏi để cho thơm. Bây giờ nồi của mình đã nóng thì mình bỏ một chút dầu ăn vô. Để dầu ăn nóng thì mình bỏ hành tím với tỏi vô. Bây giờ dầu ăn của mình đã nóng thì mình bỏ tỏi với hành tím vô. Và khi nào mà tỏi với hành tím nó thơm thì mình bỏ tôm với mực vô. Tại vì tôm với mực của mình hồi nãy giờ mình ướp nó đã thấm hết rồi. Bây giờ hành tím với tỏi đã thơm thì mình bỏ mực với tôm vô. Xào lên cho săn. Mực với tôm của mình nó đã săn rồi, bây giờ mình vớt ra dĩa. Và mình bỏ vô đây khoảng 1 lít nước. Giờ nước đã sôi thì mình bỏ cà rốt vô. Bỏ cà rốt vô trước tại vì giờ cà rốt thì nó lâu mềm, cải trắng. Rồi bây giờ mình bỏ cải trắng vô luôn. Bây giờ cà rốt với cải trắng nó đã muốn mềm rồi thì mình bỏ miếng gôm vô. Và mình bỏ bông cải xanh vô luôn.
bây giờ mình nêm nó đã vừa ăn rồi nha. Giờ thì mình cho hành phúc vô luôn. Rồi cuối cùng mình cho hành lá sắp với ngò gí vô. Thơm quá à. Bây giờ mình tắt bếp, mình múc ra tô nha. Bây giờ thì mình chuẩn bị để nuôi ra tô. Thấy thơm mà đói bụng quá à. Và bây giờ mình đã xắt tôm lên rồi thì mình bỏ ít hành lá vô. Thơm quá. Và mình bỏ ít hành tím phi vàng vô luôn nha. Và mình bỏ giá vô luôn nha. Thơm quá. Bỏ ít cộng hòa gí lên luôn. Cuối cùng thì mình chan nước súp lên nha. Bây giờ mình chan nước súp lên luôn. Thơm quá à. Xong rồi. Thơm quá à. Món súp nuôi hải sản của mình đã xong. Mình có thể mình ăn với nước mắm trong ớt nha. Rất là ngon luôn. Nước thì rất là ngọt. Tại vì nấm nó ra nước rất là ngọt luôn.